Tại mấy người mập người ta đồng cảm anh. Có nhiều người á hồi xưa mập như cái cục thịt chả lụa, mới bị xét rồi cái rút lại được một tí là cái nói khẩu nghiệp sẽ làm bằng mập lại thôi. Bạn, bây giờ mà bạn chơi thì hay quên tên. Đúng đấy, chị cẩn thận. À? Rất buồn. Tại sao mình không hỏi ý kiến của Trường Giang và đội bạn nha? Anh muốn em phải dừng lại vì anh sợ em đứng trên đó em mệt. Trời ơi, các người kia không mệt à? Đó là cách xin lỗi của một người đàn ông. Xin lỗi đàn ông thì kỳ cục vậy. Đừng đừng nói thêm, đừng làm anh nhục nữa. Biết gì đâu sâu sắc anh. Một gáo nước lạnh tạt vô mặt chân thành. Gắng nói đi cho gia đình mình ở mày nữa mặt cơ. Cố gắng lên. Cũng không hơn được bao nhiêu hết. Mày đặt bông đồ. Cũng lá không có thành. Có một cái kỷ niệm mà em với lại Trương Quỳnh Anh với lại ông xã của Quỳnh Anh. Trời ơi. Đó, 4 năm thôi là quên luôn cái họ rồi. Anh ơi, em ngồi đợi anh ngồi đó được không? Xin lỗi. Em cảm thấy tổn thương lắm mà thật sự luôn á. Cho người ta một cơ hội nữa đi em. Tôi rất buồn. Vậy thôi, giờ em có muốn về đội bên đó không? Baby, come to me. Khoan. Cái gì vậy? Phạm Anh gì đó là cay đắng tôi chấp nhận á hả? Đúng rồi. Kệ ông chứ, trời ơi, kệ mấy người chứ. Sao em gặp anh hoài vậy? Bên này yên tâm, em ngồi đây làm nội gián cho chứ thật sự cũng không thân lắm đâu. Trời ơi. Thấy chưa? Trời ơi, chết rồi sao kỳ. Ủa anh ơi, có thiệt luôn á. Anh Nghĩa, em phải trải qua chương trình này mọi như người thế ơi, nào? Mọi người khoan. Mình tên là gì? Hồi nãy anh nói mình tên là gì? Trương Quỳnh Anh. Mấy người nhiệt tình quá ha. Không, đúng, khán giả người ta có cái quyền của người ta. Cái quyền người ta buồn của người ta. Quỳnh Anh cũng có cái quyền buồn của mình, vì sao? Bạn bè không cần bạn bè luôn. Đúng rồi. Trong showbiz là biết nhau. Ví dụ đây là ai? Chi Dân, 1, 2, 3, 4 ngày. Đúng không? Đúng đó. Anh Giang, còn bên kia là ai? Còn bên kia là Phạm Quỳnh Anh. Mình đứng ở dưới con dốc, mình cố gắng sẽ không khóc. Mà sao biết bánh bánh kia rồi với em? Không. Cái này tôi phải công nhận nha, là Trường Giang thuộc rất nhiều bài hát của các ca sĩ. Chị, em thật sự đồng cảm. Đồng đội của chị giờ hỏi bài hát của chị nào có thuộc không? Trời ơi, bụi trong mắt em mấy người ơi. Ê, trong mắt em. Cái bài của Thành nói là chính xác là bụi bay vào mắt. Cái bụi nào trong không mắt em? Bụi trong mắt em. Trời ơi Thành ơi, em sai quá Thành ơi. Nghiến này. Tôi nói đi về. Bây giờ thí dụ bây giờ đã nhớ cái hột bụi trong cái mắt, tôi không nói là trong mắt em có ghèn là được rồi. Thí cho em nói một câu, cho em nói một câu đi. Sao Hiếu? Nghe cáo gỡ của ảnh, nhạc của vợ anh không nhớ nó là gì. Đúng không? Quá. Nhưng mà anh vẫn rất tự hào. 2, 3, 1, 2, 3, 4 ngày. Thấy chưa? Nè nè. Thôi ngồi xuống. Trời ơi, tội nghiệp Quỳnh Anh quá à. Đường dòng và dài anh cứ bước đi. Em đừng lại để nhìn anh quay gót. Hả, cái gì vậy? Thôi về chỗ ngồi, về chỗ ngồi. Về chỗ ngồi đi. Ngộ quá. Trời ơi, cái gì mà mới vô mà xào xáo gia đình dụng dở trơn rồi à. Nên như một đóa hồng phai, hứa sẽ theo hôn theo những ngày dài. Tiếp theo là gì em quên anh? Ê, anh nói em đừng buồn nha. Em hát mà. Em hát mà giống như là đau bụng á. Nên như một đó. Không. Ê, đúng rồi. Mà cái mặt mọi người công nhận không? Tập em thấy chị em làm rất là diễn luôn á. Cái mặt em có chiều sâu lắm, giống như mà tụi anh hay nói nhau em hát dở mà đầy đam mê đó. Ủa sao vậy? Có 3 tuần thôi mà lên dữ vậy à? Lên nhiêu ký em? 5 ký. Bao nhiêu? 5 ký. Lên 5 ký. Không, 3 tuần lên 5 ký. Ồ. Tại vì anh thấy em thay đổi hoàn toàn luôn, anh mới hỏi như vậy. Anh không biết là có cái gì xảy ra với em hay không? Dạ không. Đã ăn nhiều thôi không ăn em? Ăn nhiều đó. Tại mấy người mập người ta đồng cảm anh. Có nhiều người á hồi xưa mập như cái cục thịt chả lụa. Mới bị xét rồi cái rút lại được một tí là cái nói khẩu nghiệp sẽ làm bằng mập lại thôi. Thầy hát hay. Như hồi nãy là Karik có nói. Như Karik có nói nữa chứ. Trời ơi, ghê quá. Bạn này hát thính hay rất đó. Đầy hay. Chỗ hay. Nào có thính. Thính bay rợp trời bay ha. Nãy giờ tưởng Giang bè thui không có thính quá trời. Lại còn thế cơ. Nguyên một chiếc bì cái bên tôi. Con hãy nhanh nhớ điều. Những người lùng sẽ về những người lùng. Đó, có thể đều không? Quá đều. Cái đội này con gái mang dài.
Chất lượng à. Chắc bên đây gái không ăn giày cao à. Ôi sao hôm nay không đi cái đôi. Không em. Anh là người sống chân thật em. Không có việc gì phải che giấu gì hết trơn. À, dáng chị này massage hơi kỳ này. Sao? Vì sao? Thì là... dáng massage đúng là về thế nào? Này massage là như nào? Này massage là như nào? Cái dáng này chị vừa massage thì thấy sao? Eric, em mới được eo dáng của em mới kỳ. Chị vừa massage thì em mới đưa cái chảo cho mà chân thành. Em vừa đẩy vào, em vừa đẩy tất cả vào mặt anh. Em dặn lên, dặn lên. Tại vì cũng thông cảm cho Rick đi. Thôi thà một mình Trấn Thành hứng cái chảo đó còn đỡ hơn giờ Rick nó quay lại nguyên cho nhóm khán giả để hứng hết. Không nhưng mà nó đi vào cự ly gần anh ạ, nó đập tất cả vào mặt em. Nhưng mà em cũng đừng tin lời của anh Trấn Thành nói. Ờ hay. Bởi vì chị cũng đã từng tin cách đây 2 năm trước. Anh nói dối gì vậy em? Cái đợt đấy là một cái ngày đẹp trời. Em tham gia chương trình cùng với anh Đức. Anh Đức chính là anh em mình. Anh ra đây. 2 năm trước. Đúng rồi, 2 năm trước. Nó đang kể câu chuyện năm nào vậy Thắng? 2 năm trước. Chương trình gì? Chương trình, một chương trình không phải của Đền Quân nên em không nói tên được. Nhưng mà là một chương trình mà em đã thể hiện sự duyên dáng cùng nhau. Rất duyên dáng. Rất duyên dáng đúng không anh? Đúng, anh. Xong rồi em nhận được sự khen ngợi nhiều nhất là của anh Trấn Thành. Đúng, và anh Trấn Thành còn mời em là hãy đến show kỷ niệm hài của anh để tham gia nhé. Anh rất là yêu thích em. Và cuối cùng, hãy đến, và cuối cùng là 2 năm sau em vẫn đứng ở đây. Chỉ có anh là anh nói, lúc nãy Trấn Thành nói là Trấn Thành thần tượng Eric, còn anh luôn luôn thần tượng và quý mến em. Em thần tượng anh. Đúng rồi. Anh là đẹp nhất. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe một câu chuyện cổ tích, mà cổ tích thì sao? Là không có thật. Nên như một đóa hồng phai hơi sợ theo hòn theo những ngày dài. Tiếp theo là gì em quên anh? Ê, hết, anh nói em đừng buồn nha. Em hát mà. Em hát mà giống như là đau bụng á. Nên như một đóa hồng phai. Ê, luôn. Mà cái mặt mọi người công nhận không? Cho em thấy cho em đó làm rất là diễn luôn á. Cái mặt em có chiều sâu lắm, giống như mà tụi anh hay nói nhau em hát dở mà đầy đam mê đó. Xét về khẩu hình học, mồm học. Chỉ cái mồm vừa rồi là một loại mồm. Mồm há. Không, mồm há linh hoạt. Một loại mồm há linh hoạt. Cái mồm mà hạng thương gia là sao? Mồm hạng thương gia. Ê, thế cái mồm hạng phổ thông là mồm gì? Đúng rồi, để nói luôn á. À, mồm hạng phổ thông là... phổ thông là hạng như anh Đức. Đức ơi, sao yêu thương nhau lắm mà Đức? Nắm tay cho cố vô, tin cho cố vô, đẩy một phát. Một cái câu giống như là vả vào mồm em vậy Đức. Trời ơi, thấy không? Binh cho giữ vô, tay nắm chặt tay, làm nhân chứng. Ờ... Mà chúng ta phải phân tích nha. Được đổi trả hay là giá rẻ? Đổi trả. Phổ thông linh hoạt nha. Anh Đức là một chiều đi không có chiều về. Ít ra mồm tôi chưa delay lần nào. Ủa cái mồm delay là sao Đức? Có nghĩa là nói ra rồi phải rút lời lại là bị vạ miệng đó anh. Đúng. Cái mồm em nói ra chỉ có chuẩn. Cái này giống như là em đang giả về mặt bản thân của em. Mồm em chưa bị delay. Phổ thông linh hoạt. Vậy cái mồm phổ thông linh hoạt, nói cho anh nghe xem ý kiến của em thế nào. Riêng về cái nha sĩ này, bạn nha sĩ này thì em là khách hàng tiềm năng á. Đây là hả? Riêng về bạn này, đại nghĩa duyên giác. Em nhận thấy rằng bạn này không phải là nha sĩ, bởi vì em đã đến rất nhiều, đã đến rất là nhiều phòng nha. Ok lắm anh ạ. Bạn này không phải nha sĩ. Và cái cách bạn ấy bẽn lẽn từ nãy giờ, em nghĩ là bạn ấy có một diễn, cái chút diễn gì đó hát được. Không, thì vấn đề là tại vì những bài hát của em thường em hay nhắc tên anh, em nghĩ em sẽ... Khoan bây giờ, khoan xí đi. Anh ơi, đừng có ảo tưởng. Đây là cái gọi là cái sự tinh tế. Không dám từ chối chị. Nhưng Sam. Mà, không, nhưng mà cái bài hát hay nhắc tên Trấn Thành là bài gì? Em vừa hát vừa đây, anh là cô em à. Có chữ gì Trấn Thành trong đó em? Sẽ hài não như Trấn Thành. Đó. Cho anh hỏi đi, bây giờ khoan xí nha. Anh nghe cũng vài bài đúng không? Rồi sẽ hài não như Trấn Thành, rồi có bài gì cũng Trấn Thành Harry Won gì đó, yêu thương gì đó. No, em chỉ nhắc tên anh có một lần à. Trời, bớt ảo tưởng Thành nha. Không có cái bài gì nữa kìa. Giống như mà khoan, cho hỏi tại sao lại anh đưa anh vô cho là sao? Thì đó. Tại vì hồi đó em thần tượng anh. Cảm ơn. Bây giờ thì hết rồi.
tột cùng. Em đùa ấy, em đùa ấy, em ví dụ có đi chăng nữa mình cũng dẹp qua cà phê sao nó phải đẹp không? Thì cái đau lòng sợ. Nhưng không sao, anh vẫn giang tay ôm em vào lòng. Cảm ơn em. Bài hát này có một câu mà cũng là tiếng lòng của anh muốn nói với em như một lời xin lỗi. Đó là cái câu mà phút ấy anh còn nói em mệt rồi, mình dừng lại thôi. Anh biết là em mệt, sức khỏe hôm nay không tốt. Em nói đi, em có mệt không? Dạ không mệt. Thấy chưa? Thành ơi, Thành ơi, người ta bé không mệt. Nó, con bé nó hát hay như vậy, nó trẻ trung, nó xinh đẹp như vậy, nó duyên dáng như vậy mà loại nó từ vòng đầu. Trời ơi, sao em làm anh ủa, hồi nãy mình cũng có chọn. Mình là mình nói để chi? Để đầu kia nghe để chọn. Hiểu không? Em còn ngu ngơ lắm. Xạo xạo nè. Một hầu số một ra hát hay, nó cầm cái vợt nó tán vô mặt. Nha, nha. Nha. Anh biết em hát hay từ đầu rồi, cho nên cố tình nói để đội kia chọn đó. Anh biết em là đóng cuốc, là không phải nghề của em đâu, đúng không? Trả lời thật lòng đi. À, dạ, em xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Em tên là Phương Uyên. Dạ, guốc mộc không phải là công việc của em. Anh biết từ đầu, cho nên anh làm mọi cách để đội kia phải chọn em, để họ nhục nhã ê chề trong đớn đau. Sao ông nội ơi, tuyệt vời quá, còn gì nữa, đúng đẹp trai thiệt, tôi không biết nói làm sao, muốn rớt nước mắt. Mà nãy giờ cái mặt trong clip là thánh thiện như vậy đó. Tới năm nhất anh. Đau lắm. Được rồi anh, được rồi, được rồi. Dưỡng sức. Nước mắt nuốt ngược nữa trong. Dưỡng sức tí nó chặt tí. Em nghĩ bài này hát không hay à? Yes. Yeah. Sam, đồng ý không? Dạ em rất đồng ý. Em rất đồng ý với ý kiến đó. Trời. Em đồng ý với Trấn Thành hay đồng ý với Karik, nói rõ nè. Em đồng ý với anh Karik. Thành ơi, em không là cái nghĩa lý gì hết trơn nghe Thành nha. Tại vì anh chưa nói mà. Nãy giờ anh chưa nói mà. Thành nói rồi. Ủa vậy hả? Dạ, à. Dạ em chào anh. Thôi bây giờ muộn rồi em ơi, anh không muốn chào em nữa. Trời ơi, em phủ phàng với anh quá. Thôi, thôi cho em về chỗ em ngồi đi anh. Em nghĩ muốn ngồi đâu? Em nghĩ là em ngồi kế anh Thành em sẽ đẹp hơn. Bến qua đây em. Ừ, đó, thấy chưa? Còn Phến, em muốn về đội nào? Chắc là em về đội... về đội anh Thành đi, tại vì em với anh Thành cũng có diễn chung với nhau rồi. Thôi, thôi tôi đi về. Làm như Trường Giang tàn hình ở đây hay sao, không ai ngó ngàng người tới trơn trọi à. Bởi vì ta nói rồi, nghiệp đó giờ trả. Nói móc nó men người ta cho giữ vô, về đâu có ai mà về với mình. Tại hồi nãy em tính về đội cho anh Trấn Thành, xong rồi anh Trấn Thành nói với em đó, xong em tính qua đội anh Trường Giang, mà anh Trấn Thành mới khen em lại. Em quyết định là em về đội anh Trấn Thành. Dạ em cũng vậy. Thấy em đội Giang khen em mà không thấy. Em cũng quyết định em về đội anh Thành, bởi vì em nghĩ là khi mà em ngồi kế anh Thành em sẽ ốm hơn. Chưa từng thấy con em nào mà nó có gặp tôi nữa, nó xỉa xấu thân thể tôi. Dạ? Em muốn dạy đậu người ta mà nói là chủ nhà mập thế này thế nào. Ủa trời ơi, thì người ta mập thiệt mà, chứ có phải giả nói quan cho em đâu. Trời ơi, anh cũng thêm một nhát dao nữa. Không phải, bởi vì anh tôn trọng sự thật. Ừ, để anh coi em ngồi kế Trường Giang em có đẹp hơn được miếng nào không nha. Em nghĩ coi Trường Giang có muốn mời em về không? Về đây em, về đây với anh. Dạ, vậy em xin phép. Dạ, em nghĩ là em về đội anh Giang em sẽ thấy cao hơn. Nói chung là đến đây cảm giác đầu tiên của em là khi nhìn lại anh Trường Giang là khá là thất vọng. Trời ơi, im. Một nhát dao. Khi mà năm ngoái bằng tất cả tình cảm của mình, bằng tất cả những tình cảm của người em với người anh thân thiết, em đã dành niềm tin cho anh ấy, về cùng với đội anh ấy. Nhưng cuối cùng thì không ai dành cho em niềm tin, anh nhớ không? Nhớ em. Nên năm nay em đã đưa ra một quyết định. Sao? Khoan, trước khi quyết định anh xin nói, trong một chương trình khác, tôi gọi điện trước khi chương trình bắt đầu. Tràm hả? Anh Giang nè, anh có một việc nhờ em. Lát nữa khi anh gọi điện thoại cho em, lúc đó đang ghi hình thì em sẽ trả lời ABC cho anh nhé. Ok anh, em vẫn ở đây chờ anh đấy. Alo, Hương Tràm hả em? Dạ không, em trợ lý. Ủa chị Tràm đâu? Chị Tràm đi ngủ rồi. Trời ơi, lúc nay tôi đứng đó, trời ơi. Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Đúng rồi, hồi xưa em đi quay MV với Tràm á, em cũng điện mà ít gặp Tràm lắm. Tràm đi hát nhiều. MV gì? Em Ghé Mưa. À, là từ đó.
Nói chi rồi vô thế nữa. Ngồi yên cho đẹp hình là được rồi Phớt. Nó nói là thà như thế, thà đừng vô thế mà vô hoài. Em đã nói rồi Tuấn, mà nghĩ gì là phải giữ chắc cái quan điểm của mình anh ơi. Đừng để anh làm anh lung lay hết á. Trong khi mình chọn cái gì mới nói là mình là đàn ông. Vừa nghe người ta xà qua sâu năm, không dám nói lên chính kiến của mình. Đeo cặp mắt kiến đeo cũng như không đeo, không thấy được cái gì hết trơn hết rồi. Thấy không? Hữu nhãn mà vô châu, có kiến mà không trồng. Em nói gì anh với Thành? Em nói gì vậy? Anh chọn em là vì anh có cảm giác. Dạ ơi, tại sao em không đứng lên em nói gì với người ta đi? Em có lỗi mà dạ. Dạ. Em nói như đinh đóng cột là 357 mà. Đúng rồi. Đùi đùi. Nói đùi. Nhưng mà cuối cùng bây giờ anh chị hỏi em. Nhưng mà cuối cùng anh chị hỏi em. Ai là người bắt em dừng lại vòng 1? Ai? Nói đi, ai chọn em? Không biết ai mà nãy nghe câu cuối bạn hát ngàn chăng sao. Nhớ anh đêm đêm chỉ thẳng anh Giang. Ai em nói đi, ai? Đó, ngàn chăng sao nhớ anh đêm đêm. Nhớ anh đêm đêm. Anh muốn em phải dừng lại vì anh sợ em đứng trên đó em mệt. Trời ơi, cái mấy người kia không mệt à? Đó là cách xin lỗi của một người đàn ông. Xin lỗi đàn ông thì kỳ cục vậy. Đừng đừng nói thêm, đừng làm anh dục nữa. Nãy Trấn Xin nói là Trấn Xin có bài riêng, bài gì? Cánh hồng phai hả? Không có bài, hát hoài, đi chương trình nào cũng hát, hát hoài cánh hồng phai, phai hoài. Phai, cái cánh hồng của nó phai mất màu luôn mà vẫn còn hay hát. Hay quá vậy Thư, Thư nói hay quá tuyệt vời. Hay. Không cho nói luôn. Từ bao giờ khán giả lại ồn hơn cả người chơi? Đâu có, nãy giờ em được dây nữa chứ. Ô tuyệt vời. Còn đấy anh nói mình tên là gì? Trương Quỳnh Anh. Mấy người nhiệt tình quá à. Trời ơi, mắt cái chân mày là chân mày của chị, là chân mày dấu ớ dành cho người tài qua đó. Người có tài, người có năng lực đó, người là muốn được thể hiện bản thân mình là người có chân mày dấu ớ. Chị, để em coi luôn cho chị, số chị là không có số chơi bạn. Ê, hiểu không? Đúng, đúng chứ gì, trời hợp lý quá. Không bao giờ có số chơi bạn được, hiểu không? Bạn, mà bạn chơi thì hay quên tên. Đúng đấy, chị cẩn thận. Rất buồn. Tại sao mình không hỏi ý kiến của Trường Giang và đội bạn nhờ?